Nãy mấy trái nãy mình lột ra đó. Đó rồi. Ừ, cái trái nãy bao lợi á. Bị chuột cắn mà bự đó kìa. Này bị chuột cắn hả? Dạ. Nó lựa trái bự ngon. Ơi. Rồi ổn nha. Thôi cũng chia sẻ đành chia sẻ thôi. Em cho mình chia sẻ nó thôi phải không? Dạ. Đầu cũng mừng thành công rồi, giờ chia sẻ nó mới. Thôi như là thôi mà chia đi, ăn chia đi. Cái này hệ thống nước tưới mình là tưới tự động không ha Tấn? Dạ, cũng như là tưới theo cái hệ thống mình đó. Mình đặt một cái motor là tưới toàn vườn rồi, toàn vườn hết. Một motor là tưới toàn vườn luôn. Dạ. Cỏ thì em để thoải mái tự nhiên. Cái này là người ta dân người ta hay vô cắt cỏ muống nè. Cũng không cho, em kêu là cứ ra xòi cắt thoải mái đi mà ta cũng dình dình cắt đi hoài. Tại vì cái bản chất hữu cơ là lấy những cái xác bã đó đó. Để lợi trả lợi cái môi trường đất là nó rất là tốt. Hồi xưa đất này là đất sét màu vậy không nè. Nhưng mà để được cái cây na phát triển tốt như gì, những trong đây là đất cải tạo lợi rất là tốt. Là nó thành công lớn lắm. Chứ cây na này nó khó tính hơn xòi dữ lắm. Khó tính hơn xoài nhưng mà mình vẫn trồng vẫn ok phải không? Dạ. Nó rất là phù hợp hữu cơ phải không em? Dạ. Còn như cái vườn ở trong đây nè, anh thấy là nó trồng trước cái vườn na của em. Mà canh tác không có học, đến nay là cái cây nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Đợt vừa rồi thu hoạch trái nó cũng 10 cây thì nó được chứ có 1-2 trái, 1-2 cây à. Nó không có đạt. Trồng na theo hữu cơ này có cực gì không Tấn? Cực ở cái chỗ là nhân công. Nhân công nó tốn nhiều hơn, còn cái phân thuốc này kia thì tiết kiệm rất là nhiều. Vì mình có thể là tạo được cái nguồn phân đó nó rẻ lắm anh. Thì như vậy thì phân thường là mình sử dụng loại phân nào em? Phân thì chủ yếu là phân chủ lực là phân bò, phân chuồng ủ hoai. Tiếp theo đó là có thể là phân chuồng quế. Hoặc là đôi khi thì một mùa mình có thể bổ sung cho nó một đợt là humic. Cộng với cái phân gà nở trên thị trường có chứng nhận hữu cơ. Rồi tiếp theo đó là chủ lực nữa là những cái dòng mà phân ủ men vi sinh đó. Giống như là ủ đậu thì để tạo đạm. Ủ thăng chuối, ngô để tạo kali. Cũng như là ủ những cái lá chùm ngay để mình tạo đa chủng vi lượng. Và đặc biệt nữa là khi mình ủ men lên men là gừng tỏi xả ớt đó, thì nó là một cái loại là phân một cái loại thuốc bảo vệ thực vật rất là tốt mà an toàn cho người sử dụng. Có cái đặc điểm nào mà đối với thằng na này mà mình bón phân nào mà cho nó gọi là trái nó ngon, nó thơm và nó dai hơn không em? Dạ. Để mà được một cái kết quả là một cái quả na đạt chất lượng á thì là nó là một quy trình á. Giống như là những cái thời điểm nào đó mình sẽ bón phân chủ yếu là cũng là dịch đạm. Là những cái lúc mà trái nó còn nhỏ thôi. Còn khi mà trái nó đã bự bự nó nở rồi thì bắt đầu mình sẽ bổ sung theo cái hàm lượng kali nhiều vô. Đó là tưới gốc. Tưới gốc là phân dịch chuối. Lưu ý thì mình tưới thì là theo cái ghìa tán. Ngày xưa thì bà con mình hay mắc một cái sai lầm là tưới phân hơi bón phân rồi là thảy ngay gốc vô. Nhưng mà thực tế thì đó là một cái tác hại và cái phản ứng ngược lại. Vì cái gốc đó là cái gửi hút dinh dưỡng nó không có. Nó chỉ nằm theo những cái tỉa ghìa tán này. Và vô tình mình bón lượng dư thì nó sẽ làm cho vàng lá thối gửi và chết cây. Nhưng mình bón ghìa ở ngoài thôi, dạ, theo tán rồi. Thôi phải không? Dạ đúng rồi. À có nghĩa là bán ghìa, mình canh theo tán mình bón. Dạ. Bán ghìa theo tán thì cái lượng gửi non nó đi ra nó hút. Dạ, nó kích gửi mạnh ra. Còn ngày xưa là bón những cái cây dễ tính như cây xoài nè. Thấy ở đâu nó cũng vậy. Nó hiệu quả không mình cũng không biết được. Mà nó cũng không chết. Nên nó ấy. Còn sau này khi mà trồng những cây sầu riêng, cây na, cây mít rồi đó, mình bón như vậy cái nó chết mà không biết nguyên nhân sao. Thì rốt cuộc là do mình bón phân sai thôi. Rồi, hay quá. Mình có thêm một cái kinh nghiệm để bón phân cho cây na. Bất cứ cây nào cũng vậy luôn đó. Mình bón theo hướng như vậy ha. Dạ. Cái dược rồi, đợt rồi là mình là ăn đợt đầu tiên phải không? Dạ. Mình thu hoạch được bao nhiêu với cái diện tích mình hiện nay na là mình bao nhiêu tấn? Vừa rồi thì nó khoảng được hơn 1,5 tấn. Thì còn một cái cử chót này nữa là nó khoảng vài trăm ký nữa. Thì với cái sản số lượng vườn này thì em không có thu hoạch hết một lần trong đợt đó. Tức là những cái cây mà nó còn nhỏ là em chưa cho thu hoạch. Em chưa cho khoảng 50-60% cái lượng cây mà cho thu hoạch của cả vườn này thôi. Nên mình thu hoạch cây ra là sao nó có thể sản lượng nó khoảng là 3-4-5 tấn bình thường.
là hiện nay là na mà dạng na mà mình bán ở ngoài thị trường là cái giá nó so với cái na hữu cơ, na hữu vô cơ là nó cao hơn khoảng bao nhiêu hả Tấn? Nó cao hơn là ít nhất là khoảng gấp đôi đó. Có nghĩa là hiện nay là mình bán được bao nhiêu một ký? Dạ nó khoảng 90 ngàn. Ủa anh không đi chỉ nó xuống hả? Khoảng 90 ngàn một ký ha. Dạ. Có nhiều là bán hết nhiều đúng không? Dạ. Không đủ hàng. Bán là phải bẻ từng đợt này là không đủ hàng bạn. Vì cái lượng người mỗi người ta đặt 10 ký, 15 ký để tặng gia đình bạn bè trong cái cộng đồng nông nghiệp sạch đó. Chỉ cần 100 người thôi là thấy 1-2 tấn rồi. Hay quá. Na thì nói chung ở Đồng Tháp mình trồng cũng nhiều đó, nhưng mà cái hướng hữu cơ thì anh cũng thấy ít làm. Dạ. Như là trong cái khu vực em chưa thấy cái vườn nào mà có ý tưởng để canh tác theo hướng hữu cơ. Xung quanh đây ha, xung quanh mình thấy xung quanh đây ha. Còn ở xa nữa thì em chưa biết. Vàng lá thối lởi nặng lắm, lúc đó là mưa dầm liên tục luôn. Cây na nó khó tính nên nó không chịu nổi, con sòi là bình thường. Na này nó không chịu nước em? Dạ đúng rồi, giống như sầu riêng vậy đó, phải lên mô cao lên vậy đó. Nhưng mà sau này thì thiết kế lại cái đường thoát nước nó tốt thì bắt đầu nó phát triển là bình thường. Chứ không là những cái cây nhỏ này nó sẽ thu hoạch đều hết là năm nay luôn rồi. Nhìn dựng na thấy ham quá. Này mình qua khoảng bao nhiêu gốc ha Tấn? 900 gốc ha. 900 gốc ha. Dạ. Thì đợt thì rồi là thu cho trái nó khoảng 500 mà. Nó dài dài qua bệnh. Này mình có sen sen sòi đúng không? Sòi này lúc trước là do ở nhà dự tính là nó có thể cây na này không biết thị trường nó sao á, lúc đầu á, thấy vô. Nhưng mà giờ coi chồng tới đó đi rồi coi nha, nó mà có vấn đề gì thì bắt đầu mình mấy đó. Nhưng mà chồng thấy được hay không? Ok ha. Thì nở sòi này là để phụ thôi. Cái na này em lấy giống ở đâu? Ở chợ Lách Bến Tre. Na này mình cũng lấy cái thương hiệu là ông Sáu Lớn luôn hả? Dạ đúng rồi, na Thái ông Sáu Lớn. Na Thái ông. Đây là phân ha, không? Phân gà nở ha. Em kéo mũ lên đây. Quả nó. Đây là những loại phân mà mình để bón cho cây na đúng không? Dạ. Phân này thì em ít xài tại vì nó chi phí nó cao. Cái này thì nếu mà loại này thì mình thường bón trong giai đoạn nào? Bón cái lúc mà nó vừa đậu trái á. Vừa đậu trái ha. Trái bằng ngón tay út gì đó. Mình bổ sung tiết lực cho nó một miếng. Này phân hữu cơ luôn, này của bỉ hả? Dạ của bỉ. Phân của bỉ. Đây phân nhập ha. Dạ. Vườn na này 2 năm hả em? Dạ 2 năm. Chưa được 2 năm, 1-2 tháng nữa mới 2 năm. Nhưng mình đang một đợt rồi. Vừa rồi mình thu hoạch được khoảng tấn mấy hả? Dạ. Cái đợt này luôn là khoảng gần 2 tấn. Cái này là mình chia ra thu hoạch lây gai chứ không phải thu hoạch một đợt hả em? Dạ đúng rồi. Với cái đặc tính của cây na là nó đậu trái theo đợt vậy đó. Giống như nó cách nhau khoảng 10 bữa nửa tháng. Nó mới đậu tiếp cái lứa bông sau. Thấy này na trái rất là to nữa.